Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong bài học trước các em đã được học về phần Getting Started, phần đầu tiên của Unit 8. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần bài học liên quan đến A Closer Look One. Trong bài học A Closer Look One ngày hôm nay, các em sẽ được học các từ vựng liên quan đến ngành du lịch. Và bên cạnh đó các em cũng sẽ được học về kỹ năng phát âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số từ vựng mới mà các em sẽ học trong bài ngày hôm nay. Từ vựng đầu tiên mà các em được học trong bài ngày hôm nay đó là một từ vựng expedition, mang nghĩa là cuộc thám hiểm hoặc là đoàn thám hiểm. Ta có từ expedition. Expedition. Expedition, cuộc thám hiểm, đoàn thám hiểm. Tiếp đến ta có tour guide. Tour guide là hướng dẫn viên du lịch. Tour guide. Tour guide. Tour guide, hướng dẫn viên du lịch. Và cuối cùng ta có một danh từ này mang nghĩa là excursion, có nghĩa là cuộc đi chơi hoặc là cuộc tham quan ngắn, thường được tổ chức ở trong một nhóm nhỏ. Ta sẽ gọi là excursion. 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 Cuộc đi chơi hoặc cuộc tham quan ngắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, activity 1 trong phần mềm IC Books, để luyện tập những từ vựng mà chúng ta sẽ được học liên quan đến chủ đề du lịch trong bài ngày hôm nay nhé. Let's start with activity 1 in A Closer Look 1. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần A Closer Look 1. Vocabulary 1. Match each word or phrase with a definition. Ở hoạt động đầu tiên này, các em sẽ nối từ hoặc cụm từ với định nghĩa của nó. Ví dụ như ở câu đầu tiên ta có định nghĩa A journey usually for pleasure to visit different places. Một cái hành trình mà thường cho ta niềm vui tới những cái điểm để chúng ta có thể đi đến những địa điểm khác nhau, thì đó chính là tour du lịch, cái chuyến du lịch. Ta có từ tour. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem thử những định nghĩa còn lại nó nói về cái gì, và sau đó chúng ta sẽ đặt các từ ở bên trên, từ đã cho ở bên trên và vị trí đúng ở bên dưới nhé. Sau khi hoàn thành xong, các em nhớ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. 2. Fill each blank with a word from the list. There are two extra words. Ở hoạt động số 2 này, các em sẽ điền vào mỗi ô trống với một từ cho ở trong danh sách, và có hai từ sẽ là hai từ bị thừa ra. Ví dụ như câu đầu tiên, Would you like to explore an exciting location? Bạn có muốn khám phá một cái địa điểm thú vị hay không? Do you want to a beautiful relaxing beach and help to save the environment? Bạn có muốn đến một cái bãi biển đẹp, thoải mái và giúp bảo vệ môi trường hay không? Ở vị trí này chúng ta sẽ điền vào một động từ, đó là động từ có muốn du lịch hay không, đi du lịch. Ta có động từ đi du lịch sẽ là travel. Bạn có muốn đi du lịch đến một bãi biển đẹp, thoải mái và giúp bảo vệ môi trường hay không? Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem thử những chỗ trống còn lại chúng ta sẽ điền loại từ gì vào cho phù hợp, và sau đó chúng ta sẽ xem thử ở trên danh sách, ở khung bên trên, chúng ta sẽ xem thử những loại từ đó có những từ nào, và sau đó chúng ta sẽ tìm từ có nghĩa phù hợp để đặt vào vị trí trống bên dưới nhé. Tiếp theo chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, activity 3. Và trước khi bắt đầu với hoạt động số 3, bây giờ cô sẽ cùng nói sơ qua một số lý thuyết liên quan đến danh từ ghép, compound nouns, mà các em sẽ được học trong bài ngày hôm nay. Alright, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong hoạt động số 2, activity 2 trong phần mềm IC Books để học về các từ vựng mới liên quan đến ngành du lịch. Hôm nay chúng ta cũng sẽ được học một kiến thức mới ở trong phần vocabulary, phần từ vựng này. Đó là một kiến thức liên quan đến compound nouns, các danh từ ghép. Vậy thì compound nouns, các danh từ ghép nghĩa là gì? Chúng ta cùng xem ở phần trên đây. A noun that is made of two or more words. Một danh từ mà được tạo thành từ hai hoặc là nhiều hơn hai từ trở lên thì chúng ta sẽ gọi nó là danh từ ghép. Và đối với việc có thể tạo ra một danh từ ghép thì chúng ta cùng xem các cấu trúc sau. Chúng ta có thể kết nối giữa hai danh từ lại với nhau. Noun đi kèm với noun để chúng ta tạo thành một noun mới, một danh từ mới. Ví dụ như là tooth đi kèm với paste. Chúng ta có toothpaste là kem đánh răng. Hoặc là một danh từ đi kèm với một động từ, như là rain đi kèm với động từ fall, rainfall, mưa rơi, sự mưa rơi. Tiếp, noun đi kèm với particle, danh từ đi kèm với một giới từ, ví dụ như passerby,
người qua đường. Ta có một danh từ mới là người qua đường, passerby. Ngoài ra chúng ta cũng có sẽ có một số dạng như là động từ đi kèm với giới từ. Verb in, động từ thêm in đi kèm với danh từ. Tính từ đi kèm với danh từ và giới từ hoặc là trạng từ đi kèm với một động từ. Ngoài ra các em cũng lưu ý cho cô là các danh từ ghép thì có thể nằm ở dạng là một từ đơn, single word, hoặc là một từ đi kèm với gạch ngang ở giữa, dấu gạch ngang ở giữa, hoặc cũng có thể là tách ra thành hai từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động số 3, Activity 3 trong phần mềm IC Books để ôn tập về phần lý thuyết chúng ta vừa học liên quan đến compound nouns, các danh từ ghép nhé. Vậy là các em đã vừa xem xong phần lý thuyết liên quan đến các danh từ ghép compound nouns. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động số 3, Activity 3 để luyện tập về phần danh từ ghép này. 3. Use the words below to complete the compound nouns that match the definitions. Ở hoạt động số 3 này, các em sẽ sử dụng những từ được cho ở bên dưới để hoàn thành vào các danh từ, các cụm danh từ ghép. Và cái danh từ ghép này phải có cùng ý nghĩa đối với cái định nghĩa mà người ta đã cho. Ví dụ như ở vị trí đầu tiên ta có a feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey. Cái cảm giác mệt mỏi và mất phương hướng, cảm giác mệt mỏi và hoang mang về thời gian sau một chuyến bay dài. Đó chính là cảm giác say máy bay, ta có từ jet đi kèm với lag. Jet lag, say máy bay, một danh từ ghép. Jet lag là một danh từ ghép. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem thử những vị trí trống còn lại. Chúng ta sẽ ghép các từ nào với các từ đã cho để có thể phù hợp với định nghĩa của đề bài nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. Complete the sentences using the compound nouns below. Ở hoạt động số 4, các em sẽ hoàn thành các câu bên dưới và sử dụng danh từ ghép đã cho ở trong khung. Ví dụ như câu đầu tiên ta có the time is 12 noon at this hotel. Cái thời gian là vào 12 giờ trưa tại khách sạn này. Vậy thì vị trí này chúng ta sẽ điền vào từ danh từ ghép đó là check out. Thời gian trả phòng là 12 giờ trưa ở khách sạn này. Chúng ta điền danh từ ghép check out. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành những chỗ trống còn lại bằng các danh từ ghép người ta đã cho ở bên trên nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần kỹ năng liên quan đến kỹ năng phát âm pronunciation thông qua hoạt động số 5, Activity 5. Pronunciation 5. Listen and repeat the following mini talks, paying attention to the tone in the questions. Ở hoạt động số 5 này, các em sẽ lắng nghe và lặp lại các câu nói, các đoạn thoại ngắn ở bên dưới và nhớ chú ý vào cái ngữ điệu ở mỗi câu hỏi. Bây giờ chúng ta cùng thử lắng nghe câu đầu tiên. 1. Where would you like to go sightseeing? 1. Where would you like to go sightseeing? I'd like to go to Australia most of all. Ở cả hai câu các em thấy giọng điệu đều là đi xuống. Vì vậy chúng ta sẽ đặt vào đây dấu downward, dấu đi xuống. Tương tự như vậy, các em sẽ tiếp tục nghe những đoạn thoại ngắn còn lại và xem thử đối với mỗi câu chúng ta sẽ có ngữ điệu đi xuống hay là đi xuống rồi sau đó đi lên để đặt các hình biểu tượng mô tả ngữ điệu phù hợp và vị trí trống ở cuối mỗi câu nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, Activity 6. 6. Mark the questions with falling or falling rising arrows and practice the conversation with a partner. Then listen to check your pronunciation. Và với hoạt động cuối cùng này, các em sẽ đánh dấu những câu hỏi với mũi tên đi lên hoặc đi xuống, hoặc là đi xuống, mũi tên đi xuống hoặc là mũi tên đi xuống rồi sau đó đi lên. Và sau đó các em sẽ luyện tập thực hành cái đoạn hội thoại này với người bạn học của mình, rồi nghe lại để kiểm tra xem thử phát âm của em đã đúng hay chưa. Bây giờ chúng ta thử cùng nghe cái câu đầu tiên. What's the matter, Janet? I'm looking for my passport. It seems to be lost. Ở câu đầu tiên, các em thấy câu hỏi này giọng điệu của bạn ấy là đi xuống. Chúng ta cùng nghe thử câu tiếp theo của bạn Martin. Have you already searched your purse? Your purse. Các em thấy giọng điệu của người ta vừa đi xuống và sau đó đi lên. Vì vậy các em sẽ đặt vào đây biểu tượng đi xuống and đi lên.
Tương tự như vậy, các em sẽ tiếp tục nghe những câu còn lại và xem thử giọng điệu, ngữ điệu của nó là như thế nào để chúng ta có thể đặt vào vị trí cuối mỗi câu các biểu tượng cho phù hợp. Và sau khi hoàn thành xong, nhớ bấm nút Submit để kiểm tra xem thử đáp án của mình đã đúng hay chưa nhé. Well done, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học ngày hôm nay. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo phần học tới nhé. Ok, goodbye, see you.